Xứ Lya chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cả nhà mình là 14 cây xứ hạt lai tạo nha. Cái hàng này em gửi đi 2 cây trở lên mới gửi ha cả nhà. Cái lô hàng này lô hàng VIP luôn á. Lô hàng này hôm nay nói chung là em tuyển lên em để thấy những mặt hoa đẹp, em dự định là chọn lại một số để mình test hoặc mình ghép hàng á. Nhưng mà gom lại thấy nhiều quá nên em đưa ra em bán bớt, lựa ra bán bớt một số mặt hoa nè. Rồi mình có cây số 1 nè. Hoa năm cánh. Cái bông này thì nó chưa có nở hết mà sẵn làm clip em làm luôn. Nền trắng nha, nền trắng, cánh có viền, cánh nó nổi gân lên nhìn mặt hoa rất là bắt mắt luôn, họng vàng. Nền trắng sọc đỏ nè, họng vàng, cánh nó có viền. Rồi, những cái cây này em tuyển này để đây là nụ nó ra rất là nhiều, nụ nối nụ xuyên hoa. Em mới dự định là tuyển để lại mình làm. Rồi, cây này là củ nó tầm bằng cái chén mình ăn cơm nha, giá 70.000 hoa năm cánh. Rồi cây số 2, hoa hai lớp màu trắng, họng vàng, có hương thơm nha. Cái hoa này là có hương thơm, củ của nó thì tầm củ này bằng bự hơn cổ tay mình xíu, giá 250.000 cho cây hoa trắng hương thơm nè. Và chiều cao nó là khoảng 20 cm. Số 2 đến số 3. Số 3 là một mặt hoa. Hoa này là hoa nó ra là 4 lớp luôn nha. Hoa 4 lớp này lúc nở ra có hương thơm nhẹ. Rồi, cây này phân tàn ra khá là nhiều nhánh luôn. Phân tàn phía dưới gốc lên là 4 nhánh, khoảng giữa nè, 2 nhánh lên trên nè, rồi bung 3 nhánh lên nè. Cái củ này thì tầm bằng cổ chân mình thôi. Giá cho cây hoa 4 lớp này là 200.000. Và chiều cao nó là khoảng 25 cm nha. Đây là những cây em tuyển là em thấy nụ nó ra nụ nối nụ rất là nhiều. Rồi cây số 4. Số 4 là một mặt hoa năm cánh nè, nền trắng, họng vàng, cánh có viền nha. Mặt hoa nó rất là nét luôn. Cánh nó viền đỏ nè. Rồi cây này thì phân tàn ra 2 nhánh lớn và 5 nhánh nhỏ nha. Cái củ này tầm bằng cái chén ăn cơm mình á, giá là 100.000. Số 5, hoa 3 lớp. Màu đỏ, nền trắng gân đỏ nha, nền trắng gân đỏ. Củ nó tầm bằng cái chén, phân tàn với 3 nhánh nè, lên ngọn nó bung rầm 2 nhánh đây nữa. Chiều cao của cây mình là 20 cm, giá 100.000. Cho mặt hoa nè. Số 6, một mặt hoa 3 lớp nữa. Nền hồng nhạt, sọc đỏ. Cây này thì cũng có hương thơm nhẹ nha, lúc mới nở ra có hương thơm nhẹ. Có cái sọc đỏ rất là duyên luôn ha. Rồi, cây mình phân tàn ra được 3 nhánh nha. Một nhánh chính đi lên, 3 nhánh phụ nè. 3 nhánh phụ, 1 nhánh chính là 4 nè. Nở một hoa còn một ít nụ. Rồi cái củ này thì nó bự bằng cổ chân mình, giá nó là 150.000. Số 7, một mặt hoa 4 lớp nữa. 4 lớp xây hoa to nha. Rồi cây số 7 này phân tàn ra đem xem. Củ nó thì bằng cái chén nha. Rồi phân tàn đếm tàn nó coi, 2, 4, 6, khoảng dưới gốc lên là 6 nhánh nha, lên khoảng giữa nó một nhánh nữa là 7 nè, một ngọn chính. Những giống này thì em để lại là em thấy là hoa, nói chung là nụ nó ra nụ nối nụ rất là sai nụ, ra hoa đẹp nữa, nên em dự định là em để tuyển lại bớt, mà thấy nhiều quá em đưa ra bán bớt nè. Rồi cái củ nó ha. Rồi cây 4 lớp này là giá 300.000. Màu sắc như hình ha.
số 8, màu em mini. Em này rất là mini. Cây mini, hoa ba lớp nha. Nền trắng, cánh viền. Cây này về mình để bàn ha. Sang qua cái chậu xinh để bàn. Cây mình phân tàn ra dưới chân nó nè, được 5 nhánh. Lên cái ngọn chính nó ra được 2 tựa. Củ này thì nó cỡ cầm tay mình ạ. Rồi, giá 120 ngàn cho mặt hoa mini nè. Số 9. Ba lớp. Hoa ba lớp nha. Đỏ lem trắng. Đỏ lem trắng, cánh lúc mới nở ra là có viền hơi tím. Và chiều cao của cây mình á là khoảng là 40 cm nha. Cây chưa phân tàn. Ý, phân tàn hai nhánh con dưới đây nè. Nắng quá trái là không thấy luôn nữa chứ. Nè, phân tàn ra hai nhánh này nha. Rồi, mình xem cái củ nó đi. Củ này thì nó bự hơn cổ tay mình. 120 ngàn. Cho mặt hoa ba lớp này ạ. Đỏ lem trắng. Số 10. Hoa hai lớp. Màu đỏ nữa nha. Đỏ có lem lem trắng nữa. Cánh nhọn, cánh nó hơi dúng á. Rồi cây này phân tàn phía dưới gốc hai nhánh. Lên ngọn đó nè. Ra phân hai nhánh nữa nha. Cái hoa bên đây nó bị hư rồi. Rồi cái củ này thì nó tầm bằng cái chén ăn cơm của mình nha. Giá nó là 100 ngàn cho mặt hoa hai lớp nè. Số 11. Một mặt hoa này nó lạ nè. Đối với vườn em là phải nói là em trồng cái đợt này ra mấy ngàn cây sứ hạ lai này luôn. Nhưng mà em thấy mặt hoa này là phải nói là có 102 luôn á. Tại em là người quay clip đây mà. Này, em thấy mặt hoa này rất là lạ. Đây. Màu sắc như hình mình xem nha. Cánh nhọn là cánh viền tím. Sọc đỏ. Mặt hoa này rất là nét, dễ thương. Chùm nụ thì khá là nhiều luôn. Đây. Nói chung cô chú và anh chị biết mà, mình ở vườn đó, mình cái hàng mà mình tuyển ra, mình định dự định mình làm hàng, mình test hàng ra là mình tuyển những dòng mà nụ xiên, xiên hoa này kia nụ nhiều mình mới tuyển lại mà. Nhưng mà lý do nhiều quá nên em bỏ ra bớt. Rồi, giá cho cái mặt hoa này là 200 ngàn nha. Chiều cao của em nó là khoảng 22 cm. Mình xem mặt hoa nó lại một lần nữa nha. Rồi, cái củ nó khoảng bằng cổ chân mình ạ. Số 12 là hoa năm cánh. Một cánh hoa này mình có 4 màu luôn nè. Màu tím nè, màu đỏ, màu hồng, màu trắng nè. Rồi, xoay hoa nó to nữa nha. Cây phân tàn ra khá là nhiều nhánh con luôn. Nó bù xù quá, đếm không được luôn. Nó phân ra làm 3 tầng luôn á. Một tầng, hai nè ha, lên trên 3 tầng. Tầng ngọn là mình không tính nữa đó. Chùm nụ của nó. Rồi, cái củ này thì tầm bằng cái chén mình ăn cơm. Rồi, 200 ngàn cho mặt hoa này ạ. Cái hoa này lúc mới nở ra thì có hương thơm thoang thoảng nhẹ nha. 200 ngàn cho cây số 12. Cây số 13, hoa năm cánh màu vàng. Nền vàng ha. Màu vàng nhạt, có cái sọc đỏ giữa cánh hoa. Rồi, cây phân tàn ra hai nhánh trên ha. Củ này hình hơi độc lạ nữa nè. Củ nó chia ra làm hai khối. Một khối bên đây và bên đây. Rồi giá cho mặt hoa này là 100 ngàn. Tới số 14. 14 là một hoa ba lớp.
Nền nó màu vàng cam nha. Cái này giống hệt như hoa kim anh luôn á. Hoa ba lớp vàng cam sọc đỏ giữa cánh hoa luôn. Mà cái hoa này thì nó nở không được to bằng như hoa kim anh. Xay hoa nó hơi nhỏ. Xay hoa nó tầm khoảng là gần 3 ngón tay mình chúm lại ha. Rồi, cây này thì nó có chiều cao 20 cm. Cây này nở một hoa và còn một số nụ nè. Rồi, cái ngọn chính bên đây, ngọn đây cũng thế. Một hoa búp. Rồi, cây mình nó lên là nó phân tàn ra là 3-4 nhánh nha. Và cái củ của nó nè, củ khoảng bằng cổ chân mình. Rồi, giá cho mặt hoa ba lớp vàng cam sọc đỏ này là 150.000. Rồi, hôm nay em giới thiệu đến cả nhà mình là 14 cây xứ hạt lai tạo ha. Khi mà cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi em ha. Và mình yêu thích kênh Hoa Xứ Lisa thì hãy bấm đăng ký để mỗi khi em đăng clip mới lên bán sẽ báo cho mình tiện theo dõi. Rồi, em xin cảm ơn rất là nhiều.